À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đã đến với bài học số 2 với tiêu đề Những bí ẩn của thế giới tự nhiên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu bài thực hành tiếng Việt. Trước tiên, em hãy chú cho cô phần 1 lớn khởi động. Em hãy nêu cách hiểu của mình về các cụm từ, diễn dịch, quy nạp, song song, tổ phần hợp. Đây là những cụm từ chúng ta đã từng nghe và cũng đã từng học ở những lớp dưới. Chúng ta hãy nhắc lại cho cô để có thể thể hiện được kiến thức của mình. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta cụ thể ở phần 2 lớn, hình thành kiến thức. Một là cách trình bày thông tin theo cấu trúc so sánh và đối chiếu. Văn bản có cấu trúc so sánh và đối chiếu, trình bày điểm giống và khác nhau giữa hai hay nhiều sự vật theo các tiêu chí so sánh cụ thể. So sánh và đối chiếu các đối tượng theo từng tiêu chí. So sánh tổng thể các đối tượng. Người viết lần lượt trình bày biểu hiện của tất cả các tiêu chí ở từng đối tượng. Văn bản trình bày thông tin theo cách so sánh và đối chiếu có thể sử dụng một số từ ngữ chỉ sự giống nhau, giống, mỗi, cũng và khác nhau như là khác với, nhưng, mặt khác. Hoặc sử dụng một số kiểu sơ đồ, bảng biểu để làm rõ thông tin được so sánh, đối chiếu. Hai là đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp. Chúng ta hãy nhớ cho cô về hình thức, dấu hiệu của đoạn văn. Đoạn văn là đơn vị tạo nên văn bản, thường do nhiều câu tạo thành. Bắt đầu từ chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu ngắt đoạn. Câu chủ đề trong đoạn văn mang nội dung khái quát, thường đứng đầu hoặc cuối đoạn. Về đoạn văn diễn dịch thì chúng ta lưu ý cho cô là đoạn văn mà có câu chủ đề mang ý nghĩa khái quát, đứng ở đầu đoạn. Các câu còn lại triển khai cụ thể ý của câu chủ đề, bổ sung làm rõ cho câu chủ đề. Đoạn văn quy nạp thì là đoạn văn được trình bày đi từ các ý nhỏ đến ý lớn, từ các ý chi tiết đến ý khái quát. Theo cách trình bày này thì câu chủ đề nằm ở vị trí cuối đoạn. Tiếp theo là đoạn văn song song. Đây là đoạn văn mà các câu triển khai nội dung song song nhau. Mỗi câu trong đoạn văn nêu một khía cạnh của chủ đề đoạn văn, làm rõ cho nội dung của đoạn văn. Cuối cùng là đoạn văn phối hợp, là đoạn văn mà có câu chủ đề ở cả đầu đoạn và vị trí cuối đoạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 3 lớn, luyện tập và vận dụng. Trước tiên là câu hỏi số 1 ở trang 41 của sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1. Xác định cấu trúc của các đoạn văn sau và tìm câu chủ đề của mỗi đoạn văn nếu có. A. Nhiều người tin rằng khi nhìn lên bầu trời và thấy sao băng, nếu nhanh chóng ước một điều gì đó thì điều đó chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Một số quan niệm cho rằng sao băng là một hình tượng đẹp và thường gắn liền với nhiều câu chuyện tình yêu. Trích từ bài Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng. B. Lúc đầu mọi người nghĩ rằng chim di cư là để tránh cái lạnh của mùa đông. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng điều này không hoàn toàn đúng. Những nơi mà loài chim này di cư tới so với nơi chúng sinh ra đều có khí hậu ôn đới khá tương đồng tại cùng một thời điểm. Về mặt lý thuyết, nếu chúng ở lại nơi được sinh ra vào mùa đông thì điều kiện khí hậu ở đó cũng không ảnh hưởng nhiều và chúng vẫn có thể sống sót bình thường. Vậy tại sao chúng vẫn phải thực hiện một hành trình dài để di cư hàng năm? Về vấn đề này, các nhà khoa học vẫn cảm thấy bối rối và chưa thể tìm được câu trả lời. Trích từ bài Những điều bí ẩn trong tập tính di cư của các loài chim. C. Một trong những hành động góp phần bảo vệ môi trường là sử dụng các sản phẩm tái chế. Chúng ta có thể tái chế giấy, nhựa, báo, thủy tinh và lon nhôm. Bằng cách tái chế một nửa số rác thải sinh hoạt, mỗi người có thể giảm khoảng 1,2 tấn khí CO2. Mỗi năm vì việc đốt cháy rác thải làm tăng mức độ carbon dioxide trong khí quyển. Đây là tác nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên toàn cầu. Vì vậy, con người nên lựa chọn các sản phẩm tái chế để có thể góp phần bảo vệ môi trường. Theo Lan Anh tổng hợp,
10 biện pháp giảm thiểu sự nóng lên của trái đất. D. Chúng ta có thể sử dụng bản đồ tư duy khi lập dàn ý cho bài viết. Với tư cách là một công cụ có hệ thống kích thích tư duy sáng tạo, bản đồ tư duy có thể tổ chức và hệ thống hóa những ý nghĩ lộn xộn, thiếu mạch lạc. Chính vì thế, bản đồ tư duy có thể hỗ trợ bạn xác định cần nói những gì và nói như thế nào để đạt được hiệu quả nhất. Trích từ bài ứng dụng bản đồ tư duy trong học tập, sách 1980. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi này như sau. Các em cần đọc kỹ yêu cầu câu hỏi và sau đó chúng ta đọc kỹ ngữ liệu mà văn bản mà câu hỏi đưa ra để có thể xác định chính xác đây là đoạn văn thuộc kiểu nào. Đối với câu A thì chúng ta có thể thấy không tìm ra được câu chủ đề. Các câu đều hướng tới làm rõ một nội dung nhất định, cho nên các em có thể khẳng định đây là dấu hiệu của đoạn văn song song. Ở câu B thì chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra câu chủ đề nằm ở vị trí đầu đoạn. Đó là câu văn, lúc đầu mọi người nghĩ rằng chim di cư là để tránh cái lạnh của mùa đông. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng điều này không hoàn toàn đúng. Những câu sau, người viết đã làm rõ vấn đề chưa đúng khi mà nói về quan điểm của mọi người. Dấu hiệu ở đây đã rất rõ là dấu hiệu của đoạn văn diễn dịch. Ở trong câu C thì lại ngược lại, câu chủ đề lại được đặt ở cuối đoạn văn để khép lại vấn đề. Những câu trước đó thì đã làm rõ triển khai cụ thể vấn đề. Cho nên chúng ta thấy đây là dấu hiệu của đoạn văn quy nạp. Và câu chủ đề ở đây là vì vậy con người nên lựa chọn các sản phẩm tái chế để có thể góp phần bảo vệ môi trường. Trong câu D thì lại đặc biệt hơn một chút. Chúng ta thấy câu chủ đề đều nằm ở vị trí cuối, đầu và cuối của văn bản. Chúng ta có thể sử dụng bản đồ tư duy khi lập dàn ý cho bài viết. Đây chính là câu mở đầu đoạn văn. Khép lại đoạn văn thì người viết dùng câu là chính vì thế bản đồ tư duy có thể hỗ trợ bạn xác định cần nói những gì và nói như thế nào để được hiệu quả nhất. Đó là dấu hiệu của đoạn văn phối hợp. Chuyển sang câu hỏi số 2 ở trang 42. Sắp xếp các câu dưới đây để tạo thành đoạn văn mạch lạc. Cho biết đoạn văn vừa sắp xếp thuộc kiểu đoạn văn nào mà em đã học. Hai yêu cầu rất rõ trong câu hỏi này. Chúng ta hãy chú ý đọc kỹ cho cô các câu trong yêu cầu này như sau. 1. Khi những đợt sóng liên tiếp tràn vào các vùng vịnh, chúng bị bật ngược trở lại và gặp những đợt sóng liên tiếp theo gây ra sự cộng hưởng. Câu 2. Hiệu ứng này có thể làm tăng sức mạnh và sự phá hủy của những đợt sóng thần lên gấp nhiều lần, khiến cho thiệt hại ở những khu vực có sự cộng hưởng lớn hơn rất nhiều so với những khu vực khác. Câu 3. Một điểm nữa tạo nên những đợt sóng thần có sức mạnh khủng khiếp nhất, đó là hiệu ứng cộng hưởng. Trích từ bài Theo sóng thần, cơn giận dữ của biển cả. Chúng ta hãy đọc kỹ lại lần nữa những câu văn này và các em chọn thứ tự sắp xếp cho phù hợp. Cô gợi ý cụ thể ở câu 2 này như sau. Chúng ta sẽ sắp xếp để tạo thành một đoạn văn diễn dịch. Theo thứ tự ở đây là câu 3, câu 2 rồi đến câu 1. Câu chủ đề sẽ là câu 3. Một điểm nữa tạo nên những đợt sóng thần có sức mạnh khủng khiếp nhất, đó là hiệu ứng cộng hưởng. Chuyển tiếp sang câu hỏi số 3 ở trang 42. Viết câu chủ đề cho các đoạn văn sau. A. 3 chấm. Khi tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong một thời gian dài, làn da của chúng ta có nguy cơ bị lão hóa. Dấu hiệu nhận biết rõ nhất là sự xuất hiện của các đốm sắc tố và nếp nhăn trên da. Ngoài ra, ô nhiễm không khí còn là nguyên nhân gây khởi phát hoặc làm tăng nặng một số bệnh lý về da như viêm da dị ứng, viêm da cơ địa, mụn trứng cá, mề đay, v.v. Không chỉ vậy, ô nhiễm không khí còn làm cho một số bệnh về da kém đáp ứng điều trị, dễ tái phát, kéo dài và khó điều trị hơn. Tài liệu của nhóm biên soạn. B. Trong bối cảnh nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt vì bị khai thác quá độ như hiện nay, thì việc tiết kiệm năng lượng góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, tiết kiệm năng lượng còn giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt cho con người. Ngoài ra, khi nhiên liệu hóa thạch được đốt cháy ít hơn,
thì lượng khí thải CO2 và bầu khí quyển của trái đất cũng giảm đi, hạn chế sự nóng lên toàn cầu và các hiện tượng biến đổi khí hậu khác. Ba chấm trích của nhóm biên soạn. Chúng ta thấy ở đây để làm được câu hỏi này thì các em cần phải đọc kỹ những câu mà đề bài đã cho. Sau đó chúng ta làm rõ xem là những câu đó đã tập trung thể nội dung nào. Và từ việc xác định đó thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được câu chủ đề. Với câu A thì câu chủ đề chúng ta thấy là người ta yêu cầu chúng ta tìm ở vị trí đầu đoạn. Vậy thì các em có thể đặt cho cô đó là không khí là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của bạn. Thì với câu chủ đề này chúng ta đã nêu rõ được đối tượng và nêu rõ được vấn đề mà chúng ta bàn luận. Còn ở trong câu B thì các em thấy câu hỏi yêu cầu chúng ta thêm câu chủ đề ở vị trí cuối đoạn để tạo thành đoạn văn quy nạp. Cho nên các em sẽ có thể thêm cho cô là chính vì vậy chúng ta cần đưa ra các giải pháp để khai thác và sử dụng hóa thạch một cách phù hợp nhất. Cuối cùng là câu hỏi số 4 trong bài thực hành tiếng Việt ở trang 43. Viết đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu trình bày vai trò của máy vi tính đối với cuộc sống của chúng ta hiện nay. Xác định cấu trúc của đoạn văn đó. Hãy lưu ý cho cô là đoạn văn thì bao giờ cũng phải đáp ứng đúng yêu cầu về hình thức và nội dung. Cô đã nhắc về kiến thức liên quan đến đoạn văn ở phần đầu bài học. Chúng ta hãy cố gắng vận dụng trong câu số 4 này để chúng ta viết một đoạn văn hiệu quả. Cô có một đoạn văn tham khảo để chúng ta có thể rút kinh nghiệm như sau. Máy tính có rất nhiều lợi ích khác nhau và có rất nhiều công dụng giúp học sinh thông minh hơn, học giỏi hơn. Và sau đây, tôi xin nêu một số lợi ích của máy tính. Máy tính có thể thực hiện các tác vụ thông thường với tốc độ nhanh hơn con người. Nó có thể thực hiện các phép tính phức tạp trong vài giây. Ví dụ, giáo viên có thể sử dụng máy tính để nhanh chóng lập danh sách điểm của học sinh thay vì lập bằng tay. Lợi ích độ chính xác thứ hai, khi một việc gì đó được thực hiện thủ công, luôn có khả năng xảy ra lỗi do con người. Máy tính có thể được sử dụng để thực hiện công việc theo cách đảm bảo độ chính xác khi dữ liệu đầu vào là chính xác. Tự động hóa cũng là một lợi ích của máy tính, có thể ra lệnh cho máy tính tự động thực hiện các tác vụ phức tạp. Như vậy là chúng ta thấy là máy tính xuất hiện thì đã đem đến rất nhiều lợi ích công dụng cho cuộc sống của con người. Nó cũng làm giảm thiểu đi công sức của con người trong khi làm những tác vụ khó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần lưu ý là sử dụng máy tính làm sao cho phù hợp để khai thác được những hiệu quả, giá trị mà nó đem lại. Phần hướng dẫn đoạn văn tham khảo vừa rồi thì đã khép lại nội dung của bài ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở trong những bài hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.